Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel tuyên bố Liên minh châu Âu dự định bắt đầu thảo luận kết nạp Ukraine và một số quốc gia khác sớm nhất vào tháng 10. Người đứng đầu Hội đồng châu Âu cũng nói rằng các nước có tham vọng gia nhập EU cần phải thực thi các giá trị cơ bản của EU về quyền và phẩm giá, dân chủ và đoàn kết và thực thi pháp quyền hoàn toàn tôn trọng sự đa dạng của EU. Trước đó, tại Hội nghị thượng đỉnh EU-Ukraine tổ chức vào tháng 2, EU không đáp ứng được yêu cầu của Kiev về một quá trình nhanh chóng hướng tới việc gia nhập khối. EU nhấn mạnh sự cần thiết của Ukraine trong việc đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng, cải cách hệ thống tư pháp và củng cố nền kinh tế. Ngoài ra, Ukraine đã được trao tư cách ứng cử viên đầy đủ và Kiev gần như cho biết họ hy vọng sẽ trở thành thành viên đầy đủ của EU vào năm 2026. Các cuộc đàm phán giữa EU và Ukraine tại hội nghị tập trung vào việc cải thiện khả năng tiếp cận các sản phẩm của Kiev vào thị trường EU. Các nước trong khối cũng đã cung cấp một lượng lớn vũ khí cho Ukraine và cam kết gửi vũ khí hạng nặng như xe tăng chiến đấu đến nước này.